Chào mọi người nhá. Thì hôm nay cái phần về vấn đề về góc mà cận cảnh hay là bố cục mấy góc trong cái hình chữ nhật như thế này thì mình sẽ chia sẻ cái phương pháp mình phác thảo. Chẳng hạn từ đây chẳng hạn thì chúng ta không thể nào mà để nhá, nhớ này. Khi mà chúng ta có cái bố cục như thế này. Đây mình phác bằng chì. Thực ra mình có thể phác bằng bút mực luôn, nhưng mà thôi mình phác bằng chì để cho mọi người tạo thành thói quen khi chúng ta phác để nó sửa nó dễ. Chúng ta không nên để cái bố cục ở trung tâm giữa như này, hình như này. Đó, hay là nó quá đâm vào góc các cạnh này. Chúng ta nên hạn chế mà chúng ta nên lấy, nhớ này, cái bố cục nó đẹp ấy. Thông thường đây là một cái hình chữ nhật chẳng hạn này, mọi người có thể lấy từ đây là 1/3 hoặc là 2/3, đây một, đây là từ đây sang này là 2 phần, đây là 1 phần và ngược lại đều được nhé. Thì trong cái góc độ như thế này thế như mình sẽ sử dụng là góc lấy nó chéo như này chẳng hạn. Đã, mình lấy như này, không đây mình coi như mình vẽ một cái góc tường. Góc tường này xung quanh nó sẽ có những cái đồ vật, thì đây là mình sẽ để cho nó có cái sự thay đổi. Ví dụ đây là cái vật dài này, cái vật đây nó ngắn hơn này, thậm chí này đây có 2 vật đây đúng không ạ, đây có thêm một cái vật đây nữa này, và thậm chí bên này cũng có thêm một cái nữa thành cái khung như này. À, trong nội dung tổng thể nó sẽ dồn như này, và từ cái này thì mình phát qua cái khung, phát khung này sau thì mình sẽ đưa những cái vật thể của mình, những cái đồ đạc vào trong này để cho nó phù hợp cái cao và cái thấp. Cho mình phát qua chỗ độ góc này chẳng hạn, mình cho thêm như cái cây ở đây, có những các chậu cảnh một có thể cho cây vào đây chẳng hạn. Còn cái này là mình tùy vào, mình thể cho như là cây chổi hay cái gì đó đấy. Còn đây một cái góc tường mình chạy thẳng xuống nó chiếm này. Ở trên sơ bộ mà như thế này nhá, chúng ta dựa trên này mình có thể đi vào để mọi người quan sát. Và cái bút này mình có thể dùng đây Sakura đấy chẳng hạn, một cái bút mình hay dùng. Cái ngòi này là ngòi to 05 thì nó to này. Đầu tiên mình sẽ lấy cái ý tưởng cái hình chính trước, thì khi mà chúng ta vẽ phác này mọi người nhớ này là chúng ta phát cái hình chính, hình bên ngoài trước đúng không ạ, và đi cái hình bên trong sau. Đấy, chẳng hạn đây, và từ đây em sẽ đi xuống đây, đây kéo xuống, thì những cái này thì nó có thể là đây cái thanh này đừng cho nó quá thẳng, thì chúng ta có thể đi nó hơi cong cong một tí, mọi người không phải quá lo lắng về cái này. Đây đây chúng ta sẽ cho nó thay đổi tí nhé, đó. Và cái này là cái gì đây thì mọi người để lát một chút nữa. Nếu như chúng ta ở quê đây, hay là có những cái cây chổi này, bằng chổi que, bằng những cái cây, thậm chí là cả những cái cây tre nhé, chúng cái cây tre, hoặc là như một số gia đình hay một số nhà thì là cái mo cau, cái lá của cây cau chúng ta cắt ra cũng được. Ở đây mình cứ xếp thành những cái que đi, đấy nhỏ nhỏ này, đây chúng ta đưa này, nó là những cái này chéo này, nhớ là đi ra đi vào nhé, nó so le, nó thay đổi, nó chéo, nhưng cái hướng tổng thể của nó là hướng cong như này. Chúng ta làm sao ấy, chúng ta uốn cái cây này này hay là cái chổi này như chúng ta định vẽ này, đấy nó sẽ cong theo cái hướng này để cho nó có cái sự mềm mại hơn đó. Và chúng ta sẽ giải quyết cái phần đấy đầu tiên đấy, và khi chúng ta kết thúc cái này xong, chúng ta sẽ đi đến cái vật xung quanh hay là những vật bên cạnh, thậm chí là ví dụ đây mình sẽ cho thêm một cái thùng đây chẳng hạn, hay là một cái chậu cây gì đây đúng không, mình sẽ kéo xuống đây theo cái mẫu mình có thể là mình đang phác họa lại cái một cái bức tranh của người ta để cho mọi người cũng hình dung là, chúng ta sẽ vẽ từng cái bước là đi từ như thế nào. Đấy. Đấy, mình kéo đây đó, cái phần này thì nó giống như là giống như là chúng ta để những cái than tổ ong đúng không ạ, đây này cái bếp tổ ong cái than đây. Đấy, chúng ta cho vào trong này. Đấy, tùy vào. Còn bên này được thì mọi người có thể cho thêm cái đồ vật gì đây nhé, chẳng hạn như là em có thể cho cái gầu xúc giác chẳng hạn, đối lại như này, để đây chúng ta cho cái gầu xúc giác đây, gầu xúc giác là như thế nào nhỉ, đó là như thế này, xong rồi cái cây nó xuống là cắm vào đây, lại cắm vào đây chẳng hạn đấy. Đây có độ dày đây này chẳng hạn, chúng ta sẽ tùy vào. Rồi sao nữa nào, bên này có thể thêm một số cái đồ vật chúng ta hay dùng hàng ngày cho đây. Còn đây nhà hạn mình lại thêm cái chậu nó thấp hơn đây, nhớ là gì, là khi chúng ta thiết kế cái chậu này này chúng ta phải để bên cao bên thấp này đúng không ạ, cho nó khác nhau, cho nó phong phú, chứ đừng để nó đều nhau nhé, đều nhau thì nó mất hay đi đó. Bên cao bên thấp, thậm chí là trên này chúng ta sẽ trồng mấy cái cây nhỏ, cây hẹ hay là cây hành hay cây gì đó thì chúng ta sẽ thêm vào đây đỡ trống đúng không ạ.
Và trong khi việc giải quyết cái này xong thì để nó đỡ trống hơn thì bên này, thứ nhất là có cây này, cái này này, thì mình sẽ lấy thêm một cái nó thấp hơn cái này một tí. Vì sao? Vì chúng ta để tránh nó bằng nhau. Thế nên các hình của chúng ta nhớ là phải có cao có thấp, thay đổi cho nó phong phú và là tránh bị đều. Ở đây xong cái cây này em sẽ cho thêm một cao hơn cái chỗ này lên, đúng không ạ? Nó sẽ cao lên thêm đấy, đấy. Có thêm những cái đốt đây nhé, đấy, đốt là đi gạch nhé này, đó không quá là phải tỉ mỉ hay chi tiết gì đúng không ạ? Để cái lá này, lá đi xuống này, cái lá đi lên này. Đó. Đấy, thậm chí là một cái góc như vậy đúng không? Rồi thì góc này thì trong khi chúng ta góc nhà chúng ta đây có phần ngang ngang đây đúng không? Đây. À, mình có thể thêm một cái phần như là cái không gian này, bức tường đây, chạy xuống. Đầu định cho đây nhưng mình cho sang bên này thì nó rộng hơn đúng không ạ? Không gian nó rộng hơn. Đấy. Gập này đi ra. Chúng ta có thể đấy, đi sang bên này một tí này. Cái tường này tùy vào trường hợp thôi, nó có cũ hay nó có như thế nào đấy, như này chúng ta sẽ đi sau đấy. Chuyển thêm một chút đúng không ạ? Là bên tường này cũng muốn để trống hơn nhưng mà có thể để thêm một cái tí củi hay là cái gì đó đúng không? Chúng ta sẽ xếp ở đây, nhưng mà thói quen ở cái góc nhà thường cho mấy thanh củi đấy, cho to nhỏ cho nó khác nhau ra. Đấy, mình sẽ xếp xếp trong này, thậm chí mình đưa vào trong cái không gian của mình. Còn ở chỗ này là đúng không, nó đang trống trống này thì các bạn có thể cho mấy chiếc lá rơi đây đây đấy. Thậm chí mình có thể cố định lại một số cái lá ở gần đây cho đỡ trống. Đấy, kéo sang đây này chút và chúng ta thấy cái không gian ổn hơn đúng không ạ? Còn đây là cái phần bên trong là tối thì chỉ có nhiều cách, một chúng ta đánh cái nền này nó đậm lên. Đấy, ví dụ mình đi qua đây nhá, đây mình đi qua chút đây. Đấy, và cái này muốn đậm hơn nữa thì chúng ta nên thêm cái nét. À, đấy, đan chéo ra. Hoặc lát nữa chúng ta phải đi chéo ngược lại. Đấy, chúng ta chéo ngược lại đây. Đó, tạo thành một góc ở trong phần bóng tối. Và thậm chí chúng ta sau khi đi tổng thể xong như này chúng ta có thể dùng cái tẩy, chúng ta tẩy tẩy những cái phần này đi để cho nó sạch sẽ hơn. Đấy. Thậm chí là chúng ta thấy này, ở hai đầu trên và đầu dưới đều trống thì mình có thể bịa thêm một cái ghế đây. Đó, chẳng hạn thì mình sẽ lấp cái khoảng trống đây, như là có một cái nhân vật hay có người chúng ta ngồi đây đúng không ạ? Đấy, đây. Đó. Đấy. Mình gạt qua một chút nét. Và chỗ này bớt trống rồi thì mình sẽ giải quyết cái phần trên này. À, nó có thêm cái gì đó chẳng hạn như đây mình sẽ xếp những cái chồng gạch hay chồng ngói đây được. Nó hơi so le là xếp đây nhưng nó đừng cao quá, vì sao? Vì chúng ta tránh nó bằng cái này thì nó lại mất đi cái sự cân đối của nó. Thì đây mình sẽ cho đây cái này mình sẽ qua đây nhé, này độ dày cái ghế đây chỉ nó vuông này cũng được. Đấy, chúng ta sẽ cho thêm ở đây cái nét này, phần nền này thực ra là mình có thể đi thêm vài cái đây, mình đi sơ cua là cơ bản thôi. Mà cái khoảng này nếu mà muốn nó đỡ trống hơn thì cái chỗ này chúng ta có thể thêm cái cửa sổ hay cái gì đó ở đây nhé, ở cái không gian đằng sau cái bức tường này, chỗ này này chúng ta có thể thêm này. Đó là chúng ta kéo xuống đây đấy, nhìn đây và góc độ này nhìn thấy thì cái cửa sổ nó sẽ có độ dày đây đó.
Trong thanh cửa sổ này mọi người có thể vẽ ví dụ như là có cái gì đấy ở trong này, hoặc là thậm chí mình có thể trồng thêm mấy cái chậu cây đây. Nhớ phải vẽ chì trước nha, đừng có đi bút mực trước vì sau chúng ta sửa là khó. Đã, chúng ta sẽ thêm những cái chậu cây hay là chậu hoa ở đây. Chúng ta sẽ thêm các chi tiết này. Đó, thậm chí là vẽ này nữa. Thì ngoài cái bố cục ở đây, chúng ta quay lại vấn đề ban đầu. Ngoài cái bố cục ban đầu khi mà chúng ta phác xong, chúng ta sẽ nhận thấy là gì ạ? Khi trong trong tranh chúng ta là có cái nhịp điệu một chút, ví dụ em chuyển từ cái này chạy xuống đây. Đấy, nó vào cái đây. Thì nếu có ở đây thêm cả đây, còn nếu tất cả trên này chỉ có một khoảng này, nó thành khoảng trống. Chúng ta lấy những cái lá này, chúng ta lấy cái lá này, chúng ta làm một cái đường dẫn cho một cái bố cục của chúng ta. Đấy, trong không gian này cho nó sinh động hơn. Đấy, nó có cái độ độ chuyển trong cái bóng tối của cái chổi em nhấn này chẳng hạn. Đó đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy thành cái nhịp điệu và cần khéo léo hơn. Đây là chỉ có một cái bút Sakura dạng 05. Nếu chúng ta lấy cái bút nhỏ hơn màu đen hay màu nâu chẳng hạn, chúng ta sẽ để cái bút xa này, ở cái phần xa chúng ta vẽ này, nó sẽ nhạt hơn nhé. Cảm ơn mọi người xem video nhé. Lâu lắm thì công việc bận rộn và mọi thứ nên cố thu xếp để ra một số cái video cơ bản. Về sau em sẽ có theo cái chương trình nhưng mà sách vào cuối tháng 12 thì sẽ có cái để mọi người theo từng bài sẽ ổn hơn. Đó, thì đây là cái bài cơ bản về cái ký góc đơn giản. Mọi người thậm chí là có thể vẽ đẹp hơn này. Đây là vẽ những cái đường nó đơn sơ như này thôi.